trong chốn thế gian hay xuất thế gian, dù điều lành nào cũng không thể so sánh với điều tốt lành, dù sự lợi ích nào cũng không so sánh được với lợi ích lớn lao này, chỉ trong Phật pháp mới có thể đạt được. Thì việc phổ biến trí tuệ chân thật trong kinh Vô Lượng Thọ giảng cho chúng ta ba điều chân thật: địa vị chân thật, lợi ích chân thật và ở trong trí tuệ chân thật. Đó đều là ý nghĩa của Bồ Đề Quán. Chúng ta mong muốn vào cảnh giới ấy, nhưng chỉ là mong muốn mà hoàn toàn không được. Tôi giải thích.